Lô anh em chồng anh em đấu qua lại với channel của mình. Hiện tại ngày 19 tháng 8 năm 2035 anh em ạ. Thì tập trước thì mới chế tạo được một loại đạn được gọi là Blue Scan, một loại đạn để chống lại bọn robot. Thì bọn robot bây giờ nó cũng đã đẩy vào chiến trường con Sectobot rồi, một gọi là một cỗ máy khá là hung hãn đấy. Ok, thì giáp của tôi hiện tại thì không thể nào mà chống được bọn nó nữa, phải nâng giáp bậc 3 rồi. Đây tôi qua đây loot cái nhiệm vụ, cái lấy cái nhiệm vụ này cái. Ok, món này chắc tuyển thêm 3 người nữa đi. Tuyển thêm 3 người nữa. Tôi cần thêm mấy class hacker mạnh để chống lại bọn người máy. Rồi. Vô đây. Recruit. 1 2 Việt Nam đâu? 3. Ok. Vô đây huấn luyện hacker đi. Lát nữa đặt tên sao? Xong video đặt tên sao? BCS Lab Cao Nguyên. Rồi. Ba ngày. Giảm được avatar đồ chết. Ok, đây có gì đây? Đi cua một Reaper Ganabizy Bone chống lại Chosen Activity. Cái này là chống con Chosen Assassin, nó lấy đại pháo thành công, nó bắn cho tao của mình. Quán này chơi Yuji đi, chơi với lại Rojo. Lên được thêm cấp nữa. Ok. Này lên level 3, sự hiểu biết lên level 3. Mấy Chosen chỗ này qua là lộng hành quá. Xong cái phòng này rồi, tôi sẽ bui thêm cái lab để tăng thêm tốc độ nghiên cứu. Rồi đẩy một người vô đây. Đẩy một người vô đây để tăng tốc độ này lên. Cho một người vô đây để xe nhanh hơn. Đẩy một người vô đây. Ok. Xong. Gì đây? 9 con Codex Sibetche Heavy Mac, có Heavy Mac. Có Sibetche, có Codex. Đem theo vũ khí chống robot. À quả này để tôi nâng thêm mấy combat tactic nữa. Mấy cái chiến thuật giao tranh nữa. Đây. Nâng này được đam nè. Thêm một đam khi mà kẻ thù bị bao vây nè. Và 10% chí mạng cận chiến. Cái này cộng thêm 10% chí mạng. 10% chính xác khi mổ robot. Nổ bom thì có chí mạng. Cộng thêm một focus. À, mới vô có một focus. 5% cái bước đầu tiên sẽ không tốn action bonus. 25% hát và đi qua cái tháp thì không bị lộ rồi. Ok, hết tiền luôn, nghèo luôn, vô được tiền mà vô đâu vào, có mỗi khu này chứ đâu có chọn được khu khác đâu. Ok, khu này của assassin rồi, đem được cho em theo. Low profile. Tiểu sâu chờ găng từ sơ gần cho xuống mới được đi à? Ác vậy. Không có đường chem rồi. Đem pháo nhiều vô. Pháo binh nè, Suki nè, binh tiến nè. Súng nhắm mà. Gia nghiêm nè, gia nghiêm đi với Banda nè. Suki đi với Sunny. Rồi. Hỏi tân binh cực mạnh. Cho tôi lấy đồ chơi cho tân binh đi. Upper quả nỏ level 3 lên. Plasma Boss Cutter. Này có level 2 nè, mình nâng level 3 luôn. Để khỏi phải nâng level 2. Rồi. Cái nỏ này thì nó bắn được có một viên thôi, nhưng mà đam rất là to nè mà. Rất khả năng gây choáng luôn. Mà trong một trận chỉ đem được một cây duy nhất thôi.
mà. Ủa, cho tân binh đánh với mấy con máu mặt này cũng hơi nguy đấy. Ok. Ski à? Chắc là nó đảo tên Ski Sunny đi. Tôi nhìn Đại Liên tôi cứ nghĩ tới là Sunny chứ chả phải là Ski. Này mặc giáp SO đi. Ok, da nghiêm. Da nghiêm mặc giáp lấy cái súng của Vinh béo. Giáp Spider. Đạn chống robot. Bên đây cầm nỏ cũng cầm đạn chống robot luôn đi. Cầm thêm mấy máu nữa. Đây gì đây? Panda máu vô. Panda để vô chi á, để xong trận chỉnh lại thì ngoại hình mát. Mày tân binh không à? Lần đầu tiên ra trận. Ít máu quá nhờ. Ba bình máu rồi. Rồi cầm máu heo luôn đi. Cảm giác như không cầm máu là sẽ có biến ấy. Rồi. Nó rất khó và đơn giản là tại vì nó ép cho mình đem mấy thằng cấp cao vô. Rất nguy hiểm nha. Còn gì nữa không? Này là đợi Yuchi rồi, đợi đồ quanh đây. Đợi Yuchi à. Đợi Yuchi thì bu thêm một quả hàng nóng đi. Ion S. Ionic S. Cái rìu. Cái rìu có khả năng chọi được. Đam to hơn cây kiếm hiện tại bây giờ. To hơn một đam. Chí mạng cao hơn. Rồi. Vũ. Rồi cho lúc chúa bên ta. Let's go. Suki hát được. Giờ Suki là Sunny và Sunny là Suki anh em quá. Tôi đổi tên lại nhưng mà bây giờ cứ gọi đi. Tôi cứ thấy là Đại Liên là Suki. Đại Liên là Sunny. Vô. Mình có bao nhiêu tên để làm cái vụ ở đây? Đẩy láo thì đẩy không nổi đâu. Cái đội hình này phải đánh từ từ. Thằng binh không à. Lớn. Ủa cái máy mày lạ nhờ. Má mày đầu tiên thấy luôn á. Bắn đan đây. Tờ blue đây. Rồi, ok. Skin đây. Suki. Suki. Không thấy ai luôn. Tiếp. Không thấy ai là có biến á. Tại sao không thấy ai lại có biến? Tại vì bọn nó bu đông với nhau rất nguy hiểm. Hôm nay được, đi dưới làm gì, đi trên lấy hai round nó ngon hơn. Lên đây. Ủa có con gà luôn cơ á. Lên đây. Đây đi lộ. Hay gặp mấy dân khó chịu nha. Ok.
máy ra đi. Super 2 round. Vẫn không phải địch. Nó chơi chiến thuật vườn không nhà trống à. Bọn này đọc vào lịch sử Việt Nam rồi à. Mọi người hoàn tin này đọc được lịch sử Việt Nam rồi, nó kêu đánh nhau với Việt Nam mà không đọc lịch sử Việt Nam mà chỉ có chết. Đúng là như vậy thật. Vẫn không có. Má chiến thuật dù không nhà trống, hoặc là nó bu lại, nó thủ một góc, bu lại thủ góc là má khóc tiếng chó luôn anh em. À, tôi quên coi số lượng là bao nhiêu, tôi không nhớ được số lượng là bao nhiêu. Chào đây. Sáu tên, năm tên. Chúng ta đang gọi là phí phạm thời gian ở đây. Địch ở đâu? Má địch ở đâu vậy? Đóng đi. Vẫn chưa thấy địch. Cái gì phá nhà máy rồi chạy luôn. Này. Ha, vậy nãy thả trực thăng đâu, gần gần xíu đi. Bố chạy độ họng ba thằng à. Có 20m canh. Má làm chạy chích mà chạy xúc quần luôn á. Giờ nghiêm lấy 2 round đi. Sợ là chợ Chosen Assassin nữa nè. Rồi. Tao luôn đây. Sunny lên đây. Này hết đi. Chuẩn bị giao tranh. Pháo gì trước. Đẩy lên gần thêm xíu nữa đi. Gần thêm xíu nữa không chỗ full cover. Hết tân binh không à, đâu ai dám tăng đâu. Đây, tân binh không tăng được thì T-Blue tăng được. T-Blue làm được. Cái này nó cản rồi. Tôi luôn đợi đi. Mình tiến qua đây. Nào giỏi gió đi. Ừ. Húp. Cái gì vậy? Friend nào friend? À ý là đừng phá máy tính đúng không? Ok. Giết tụi nó. Đừng có phá cái mấy cái bức tường, nếu mà phá bức tường là bọn kia nó thấy mình sẽ là không ổn cho lắm. Đây, T-Blue override lên. Vô đây mà húp. Hát được War Station luôn nè. Bắn chích cụ Heavy Mat đi. Tên là T-Blue, muốn tao, chấp hết. Nó chết không, thiếu một đam rồi. Này bắn này phí quá. Bắn này đi. Ô hô, nổ đã. Lũng một mảng tường luôn. 60%. Chết luôn, hụt luôn. Nhìn bé bắn được, anh hổng mình gia nghiêm bắn được. Còn ai không? Đây phải đẩy lên mới đánh được. 98 98 bắn hụt rồi thôi.
Chịu rồi. Ok. Đẩy lên đây. Ừ, như có hẳn đó kìa. Chủ sinh là xin ừ. Vô hát cái. Giết con này xong hát cái. Khoan hãy bước dây động gần mấy kia đó. Tới đây. Mày vào đây. Cô Đét đang đẩy lên. Á đù, cô Đét thấy rồi. Xì bếch che hai thằng. Quả này muốn hát cũng khó. Mà được. Tao luôn hát được. Chứ đời làm sao giết hai xì bếch che. Nhưng cô Đét liền đi. Nó không bị chán nhẹ à. À là mình nó phát hiện mình chứ đâu phải mình phát hiện nó đâu. Bắn vô vị trí của Từ Lu. Ủa, dạ. 35% bắn dính luôn. Ồ, anh núp đây nè, 93 75. Dưới đường này. Chuyển cho nó múa. Ừ. Hát cái này trước đi. Căng quá rồi mình rút. Kiểu vậy. Mình hát được đi rồi đang căng quá rồi mình rút. Người máy hát chán đi. Hát được. Không được. Game là dễ. Thôi để lấy lựu đạn này, nó chắc chắn núp ngay cục điện này. Mình lấy lựu đạn mình phá cái chỗ này là nó mất cái tàng hình. Thì mình sẽ dễ ứng biến hơn. Chắc chắn là núp đây. Hồi nãy tôi thấy cái camera quay lại góc đó. Dính không? Dính không? Dính. Nó hiện hình là nó không có lao tới nó chọc mình được. Nó phải đi bộ vô. Cần. Giết được này là ngon rồi. Giờ chỉ cần am vô thằng thôi. Giết thằng này. Giết này lấy full cover. Ui húp. Bạn đã làm được. Chết mẹ thêm quân nhóm nữa. Chỗ sình chưa đánh xong á. Thì già quá đó má ba xì bách che luôn. Nó good bình ru. Hai xì bách che con với một xì bách bự. Xì bách che bự 67%. Tên còn ai dùng quả lực vô kia được không? Này bắn được thằng xì bách che nè. 73 68 77 đi. Hên xui. Mạnh. Target down. Bắn tên này được. Húp. Húp. Chí mạng 18 đam. Rất phơi. Còn gì nữa? Còn nữa nào mày? Di chuyển được không? Không di chuyển được à? Há nó bị kẹt cái thùng nè. Sáu bảy. Tèm còn ai đánh được không? Hết rồi. Thì nó yếu lắm rồi. Mày xui xui nó vẫn cho tèm mình một thằng cúc được. Mùi đam. Ồ, vô hát não ai đây? Nó hát não bình tiên. Không sao giết này. Giết thằng này lời gỡ ra lại được. Nó đẩy vô đây nó chạy đâu nữa giờ. Đẩy vô nó cũng phải gỡ lại à. Ngoài không chạy được xa đâu. Cái mặt trận này mày chạy đi đâu? Full cover ở đây đúng không? Phá cái chỗ full cover đi.
nhà cháy nhẹ rồi. Này giỏi lắm bắn rồi. Bắn vô vị trí của Panda. Ồ bắn vô vị trí của T-Blue down. Súng không lửa. Súng lửa không sức đe dọa. Có sức đe dọa rồi. Mày nói ai phun không có sức đe dọa cơ. Cháy rồi. À, xin quyết liều. Liều vô. Ây da, chết luôn không? Chết. Thì là mày chết. Sự kỳ không chết là mày chết. Mày chạy đi đâu? Mày chạy xuống đó là mày chết rồi. Bảy mươi bảy. Không phải này, giết này nè. Từ cái là đồng đội của mình mà vô chém này cho nó hút hồn để mình khỏi chết. Mình chém này để nó hút hồn mình để mình khỏi chết. Chí mạng. Nó hút hồn mà là mình không bị quýnh là mình không chết được. Bên đây hết đạn rồi. Di chuyển bắn quả tên lửa ra giết này đi. Giết này gỡ cho Minh Tiến là chơi được. Lưu ra. Gọi cho Minh Tiến, Minh Tiến với Johnson. Johnson chết là Suki đứng dậy. Ui. Mình bắn được ai? Ta 100%. 79, 77, 67. Bên đây bắn được không? Đây gà đạn đi. Bên đây bắn được có một thằng rồi đúng không? Đâu bắn được xa đâu. Bắn gần đi. Mày thả đồng đội đâu ra. Cốp. Húp. Ồ, Minh Tiến đứng dậy nè. Minh Tiến giết Châu Sinh. Minh Tiến hết rồi. Tiến qua đây dựng Suki vậy đi. Suki mà không giết được Châu Sinh là mệt đó. Suki còn lũ đạn ta. Hết luôn. Không phải hết mà là không xài được. Khó rồi đó. Hai Châu Sinh vẫn còn sống. Mà bây giờ mình đang bị khuất sai, mình không thấy nó. Giờ giết thằng này là nguy hiểm. Giết này là nguy hiểm cho Panda, tại vì giết này, thằng này nó không hút hồn Panda là Panda nguy. Chạy qua đây đi, chắc chắn nó đứng ở đây rồi, thấy nó là bắn được. Nó còn 4 máu nhiêu. 64 dính đi, Bru. Ôi. Má chiến thuật tới vậy rồi đó. Mà cả shit bên đây chán nhẹ, không gì được. Bốn má vẫn còn bị chán nhẹ mà. Ô quá đi. À, tàn hình nó trốn được, không là kêu đợi, nó kêu đợi cũng mệt luôn thật. Không, anh đang bị cháy, anh không làm được gì hết. Đó. Tôi để cho nó hút hồn. Hút hồn rồi để bảo tàn mạng của Panda. Đôi lúc mình có thể lợi dụng điều này. Chứ Châu Sình với Sì Bách Che với súng bông lửa mà nó đẩy thì nguy hiểm quá. Bắn hụt rồi. Ôi da, cái đó cơ quá để canh súng bông lửa đó bật ru rồi. Không phải bắn đồng đỏ đâu, bắn cái bóng của đồng đỏ đâu. Chạy qua đây. Chạy như không chạy. Ảnh đi mua ne lửa anh chạy thôi. Hết đánh được. Qua đây chạy. Giờ chọn lũ đạn thôi chứ sao. Kêu đợi thì nguy hiểm quá. Hồi chém choáng. Chém choáng thì không có đam. Mình giết nó là hết choáng rồi. Easy bro. Easy bro. Ui đồng. Ủa đang bị cháy.
Hồi nãy tao hụt mày rồi, lần này không đâu con trai à. Hôm nay bắn xì bích che chết dễ. Bên đây gài đạn đi. Treo cái đầu chung sình 65. Chết mà, chết mà. Chết rồi, hai thằng tem tôi đứng dậy nè. Tem tôi, hai thằng tem tôi đứng dậy dí vô con này. Ổn ổn. Bắn chết này là Banda sống lại, Banda bắn này. Ba thằng, bốn thằng bắn vô này, lần này cút. Kế hoạch là như vậy. Chỉ có biến số khi nào bắn hụt thôi. Hoặc là không chết. Chết rồi. Ủa có đồ gì, chắc có lẽ loot đồ đi. Ủa. Mình vừa chọi rìu vừa vừa bắn nữa thì thứ gì chịu nổi. 91. Cung. Hồi choáng luôn. Em có rìu choáng luôn. Ăn một cái rìu choáng luôn, chí mạng luôn. Ngon. Ê, easy. Hỏi tân binh làm được. Hỏi tân binh làm được. Hỏi tân binh quẩy nổi. Rồi. Ngon. Thằng bên lên cấp quá trời luôn. Đây Dead Eye. Đó, có Dead Eye là ổn rồi. Bên đây nâng thêm hát. Còn Table Blue tôi nâng thêm nắm đấm. Nắm đấm chạy lại. Con này nó lạ, chỗ tăng thì nguyên hàng tăng đi. Tự nhiên bên đây đang tăng, tự nhiên có chiêu mua đạn này. Này là tăng đam cho Heavy Weapon. Lại đấm nó mới ác chứ. Alium co rồi, 235 supply. Húp. Chắc chế thêm một vài cái giáp lót hay gì đó đi. Giờ chế người máy thì phí quá. Hoặc là một loại đạn nào đó. Hoặc là heavy weapon xịn hơn. Lựu đạn xịn hơn, hoặc loại đạn xịn hơn. Ammo đi, giáp lót đi. Giáp này thêm 2 máu và chờ và sẽ vui medkit auto hồn máu mỗi tên. Ngon. Cho tân binh được. Tám supply. Không phải bây giờ. Supply đang cũng không nhiều lắm nha. Qua hút sụp đóng supply đi. Supply mà đổi được intel ngon quá. Storm Gun. Rồi tiếp theo là Power Mo. Đây là loại sạc gân, lõi lắp ma gì đây. Holy Fire là bom lửa. Bom lửa là đạn lửa gì đó, hoặc là giáp chống lửa. Holy Fire mấy cái giáp lót cộng thêm một máu. Ngon. Gì đây. Lập tức tàng hình hả? Lập tức tàng hình. Lập tức ngụy trang. Ngụy trang giống nó vậy. Cái này là gì đây? Rowan Round. Rowan Round chết có giảm 20% mà cái này ngon á. Đậu không, tôi mới vừa chế giáp xong cái nó ra cái đột phá đó. Ác ma thiệt. Mấy ký in béo à. Ok. Tiếp. Đây.
xong một người thêm lên làm hacker đúng không? Thêm người đó đi. Rồi. Ok. Counter được cái này, tiếp theo là tiễn đi một Reaper Surgeon cho mấy tân binh đi đi. Shinny với Suki chẳng hạn. Shinny Suki bị thương rồi, Yagi với Wanda bị thương rồi, đồ quanh đâu có được. Mr. Đức với đời chem cũng không được. Quả này chuẩn bị công vô kia rồi. Hi da. Khó nha. Xin đi, rồi. Không liên quan lắm nhưng mà cứ đi đi. Ok. Kiếm thêm một Reaper nữa cho Karasu. Nhiệm vụ đây. Enemy nào sẽ tôi ba lỗ quân hả? Sức mạnh chiên tâm linh luôn con này. Con Enemy nào này chắc chắn là con Gatekeeper, tại vì chỉ còn mỗi mình nó thôi. Này siêu khó. À trong cái này là nhiều lộ quân quá, cái này có ba lộ quân rồi, set toy đem cận chiến nhiều vô, Regina nữa và thêm một súng nhắm có chống người máy, con đó là la giữa sức mạnh tâm linh và máy móc. Khu này cuốn nào vậy? Khu lóc rồi, đem qua Regina đúng rồi. Tôi bị luôn đến tiếp hả? À. Đúng là mấy người máy nó muốn đánh ác thiệt. Không biết mình nghĩ là gì. Regina the one. The one Shippo đang mệt. What cup quen đi. Yuchi Rozo. Yuchi đâu? Ok, tem mạnh nhất. Không ai mạnh nhất bốn người này là khai thần công quốc. Yuchi lên cấp, Yuchi quả này nâng lên top able. Nếu như mà giết một thằng là mình sẽ có chặn được một đòn. Hình như tem không có phá win. Hình như tem không có phá win. Thằng khứa năm giáp lận. Để Yuchi đi lẻ đi Mikey rồi. Tờ đất thôi. Tôi nói với đời cho em đi. Rồi. Hình như là cũng phải có bao bình. Không có bao bình rồi. Đánh với con Gatekeeper này nó 5 khiên lận, 6 khiên cái gì. Quái vật lắm. Này vô đây. Đời cho em quả này nâng thêm một chiêu nữa đi. Này là Tactical Rig Ring nè. Thêm một ba lô đồ. Mà đem theo cái bình máu đi. Này Regina chống choáng đi, set to nhiều á. Này đem đạn xin đạn chống người máy. Súng nhắm của Jin béo, áo giáp Spider xui. Này cầm này đi, cầm thêm quả này nữa, đó one hit. Rồi. Ok chứ nhờ. Rêu nữa. Ổn nha. Vũ. Let's go. Vô.
Vô. Một cống ngầm à. Ồ, bởi vô đây này bú quáp vô đó. Mạnh rồi đó. Phá hủy cái này đúng không? Regenai lên đây. Đẩy từ thôi. Không có được chém mà, để được chém đẩy láo đi. Chém vô map, chính tên. Không có ai rồi. Mình cứ đây. Đồ quanh đây. Quen đây. Mất từ nước luôn đây. Ủa lưu đang cầm quét cúp đang cầm vũ khí gì ta. Mày nãy vừa bên đây cầm nỏ rồi đúng không rồi. Reyna đây đi. Cái khúc này nó bị khuất sai. Đợi chem lên trước. Lên đây. Xem. Hồi nãy tôi bấm ngay góc này là tét đầu. Tôi bấm ngay góc đó là tét đầu. Má, khả năng dưới đây cũng có một thằng. Và đứng nhìn thì sao? Không có. Có quét cúp lên đây. Quang đây. Quang lấy hai round đi. Đây. Regina đây. Đồ anh đây. Ok. Đợi thêm tên nữa. Không thể nào có một thằng được vô lý. Dù. Ôi. Lộ rồi. Cái đồ phát hai thằng. Hồi nãy tiên chi là 11 thằng đúng không? Chạy nè. Leo lại. Máy đi nha, sợ quá. Bắn chích cụ mày. Hồi nãy tôi đèn tên, đáng lẽ tôi phải what. Mày phí rồi. Phí tên phục kích rồi. Reyna lên giết nó đi. Xin nha. Xin nha, không có đam, không đủ đam. Đồ anh. Đồ anh đâu? Đồ anh chuyển sinh bon qua. Ồ, thêm một focus này là hai focus rồi. Ý, không phải, nó có từ chối chứ không phải là không đủ đam. Già quá đó. Thì ai đó phải rỉa cái này nữa, mới đủ thêm một focus nữa. Rồi chen xuống đây coi có con nào ở đây không. Đẩy lên còn đánh được chứ. Không có ai. Chen qua đây. Rồi dí vô nó được. Không ai dí vô nó được. Đồ quanh vẫn còn úi. À tầm nhìn bên đây đúng không. Quang ra đi. Quang chạy ra đây. Rỉa này cái. Hình như đứng đây bắn cũng được phải. Ô quá đi. Mít tờ Đức đứng đây bắn được không? Khó luôn á. Ui chết mẹ lọ. Ui. Nó nguy hiểm. Nguy hiểm rồi. Ma đẩy xa quá. Hy già 9-12, 6 giáp. Not good bro ơi. Giảm chính xác nó lại. Mà bữa nay lo chưa xong bằng này nữa.
Qua đi. Đồ anh đẩy này. Mày bắn này đi. Ủa không bắn được luôn à. Má khó chịu đi. Má cái cục đèn hay gì á. Dí nó. Cô thiếu à, nó từ chối. Thì dài gặp mấy con chó điên thì từ chối không à. À không phải nó từ chối. Ở từ chối chứ. Giảm chính xác nó không biết nó bắn đánh dính không đây. Trừ khi hang khốn nạn này hát não trước. Mà đi. Không phản rồi luôn à. À giảm chính xác mà nó bắn dính nha. Ồ hát não mới từ đất rồi. Control được. Ui nhưng mà bị điên rồi. Đẩy lên bắn khùng quá. Shit bro. Hơi đừng bước dây động gần. Học rồi. Chết mẹ thêm gatekeeper nữa. À, một con thôi là quá đủ. Chắc trận này lại tan rồi. Con thôi là quá đủ rồi đó bro ơi. Ồ nó xích Reyna lại. Oh shit. Fuck. Má xích Reyna cho này chạy. Holy Wario lên cho nào. Cho này giết này được. Giết này được. Còn một máu Holy Wario không mày. 100% mà. Trăm phần trăm vô mod. Á trận này mà không bước dây động gần là ngon thật. Đánh từ từ là ok. Tại vì team tôi có hai thằng boss đam rất kinh. Giờ bởi vậy là sao đánh. Giết này không đi. Giờ mà boss chết được cái thằng kia là ngon. Boss chết được thằng này là ngon, giảm áp lực cực mạnh luôn á. Ủa sao vẫn chưa bị gỡ ra vậy. Đậu phộng nó chết rồi mình vẫn bị giam à. Bút phòng thủ luôn đi. Tôi thấy là Mr. Đức khả năng bay màu là cao. Nó am vô Mr. Đức hết là Mr. Đức cút á. Thằng này 25 máu 6 giáp. Lui về full cover đi. Bắn quả này. Phá được một xíu giáp không giết được rồi. Giờ bắn hai quả mười mấy đam cũng không chết được. Nó trừ tới 4 lần. Gặp nó counter lục rồi. Nó có giáp nó counter lục rồi. Không chán luôn. Lightning hand trước. Chín tới 10 đam. 6 đam. Thôi giết được á. Nói quẩy. Giết được một gatekeeper rồi. Cậu vô Mr. Đức không bị gì thôi. Chơi.
Ngon. Hụt, ở dính. Dính, ở hụt. Khứa kia lên giết nó lụt luôn. Giờ chỉ cần Mr. Đức không bị gì thôi là chơi được á. Khứa này hát não ai đây? Nó hát não Mr. Đức thì Mr. Đức an toàn. Hộ dựng sát lên nè. Giờ Regina cũng nguy hiểm nè. Lại vô đây 9-12. Mr. Đức full cover. Có boost defense là 80-70%. Get, get. Nổ. Quả đó đâm ao e. Chơi thế nào? Nó lại xích Regina nữa. Má xích Regina để em cho Regina chơi game anh em à. Quá khủng nạn. Thôi quả này đợi chém lộ đi. Không có châu assassin hay gì rồi. Xích luôn hả? Quái ca liền xích hai thằng. Ôi gặp bro này. Gặp quang điêu đam. Điêu đam chết con Red Keeper mà nó đánh vậy là sao tôi chơi. Alo. Alo alo. Ê quả này nó mở ra là nó đã giảm được 3 giáp rồi nè. Đục vô cái đầu nó. Cơ hội nửa cây nè. Ừ. Hạ cái pha mày xuống. Cục cái pha mày xuống. Khốn lắm á. Chém vô đi. Chém quả này chọi tới. Ủa lụm luôn nè. Mà không được. Được chém là có tương tác với ai? Mr. Đức đúng không? Đợi. Mr. Đức đâu? Ăn cái này vô con mẹ bọn mày. Cút. Ăn cái này vô cho bố. Ủa dính ghét cái bơ à? Hình như là có thêm quả ở đây còn bốn máu được. Rồi kia 6 máu à. Phục cái này giảm thêm đóng giáp nữa. Ok. À, nó còn 10 máu chứ tôi sợ nó am chết một thằng tem tu thôi. Để đến đây giết đường này không? 10 máu khó lắm rồi. Máu ra đi. Ha, nó xích hai thằng lại không lực. Con Gatekeeper chết rồi. Fuck. Giết zombie đi. Má lo cho Mr. Đức quá. Hồi nãy là có bút phòng thủ rồi quá này không nè. Họ là Regina cũng bị lộ rồi. Nó chỉ cần dồn vô một người tem tôi đã chết. Tại vì tem nó còn 4 thằng lận. Nó dồn vô cái là chết. Mày chiêu xích mất dạy quá liền. Ấy hụt. Người quyền quá. Regina đứng không có cover nè. Lại mở cái đầu nó ra. Nó di chuyển. Lại hút máu á. Khứa rồi đánh có hút máu nha. Ôi mất. Mất cô bò rồi. Ui da. Rồi tôi thấy Mr. Đức chết rồi. Má chơi xích chơi dơ thật. Không nó đẩy qua đây. Ồ mà kia giết. Lại xích nữa. Con mẹ mày dơ thật. Hát não à. Má control được à. Thôi Mr. Đức ơi. Holy Mario. Ừ. Tôi tưởng nó dồn như Mr. Đức. Tôi gung mãi cá linh. Là winner anh em à. Má gung quả ca liền. Giết thằng này là mất my control rồi. Rồi am vô giết này là đẹp. Thằng chó này. Mày buông đồng đỏ đâu ra.
Ui, nồng độ tao ra, mấy này còn từ chó nữa. 20 gia sĩ nguy hiểm quá. Từ từ nó đang gỡ cái mặt, nó gỡ cái mặt ghẻ nó ra kìa. Hụt nó một viên đồ anh ơi. Thôi mít tới đất luôn đi. 12 máu giết được. Rồi 22 máu chứ, 22 máu giết được. Nó cục cái pha lại rồi. Giết này nữa là ngon. Chỗ này vô đây. 8 đam mà nó thiếu 1 đam. Mình nó đánh vô 1 máu rồi bật từ chó luôn ta. Hồi nó đang liên kết tâm linh nó không bật từ chó luôn. Đây bông máu đây đi chia cho chắc. Hóa chết á. Hồi truyền 2 lần action ball là quang dưới đường gatekeeper rồi. Tụi đất sẽ sống. Chắc chắn là như vậy. Mày sẽ chết. 29. Hụt rồi. Hùi da. Để chuyển xe bon đây bắn nhé, có lẽ ok hơn. 73. Một viên nữa. Hóa hạ được 2 gói gatekeeper rồi. Khoảng khắc gì mà chơi là vậy bro. Chơi gì vậy chết tu bro ơi. À khó luôn. Ôi có nổ luôn. Quả Kalin. Game với chả gũng. Giết này là đẹp. Body là cái gì cơ. Không cần, giết này là khi chết. Thằng này đỡ nó đi. Không lẽ nó bắn cái chết tem tôi đúng không? Thì nó cứ lại gọi là vãi linh. Hãy hết cục. Bắn vô đây gì nè. À, ba đam né được. Nguy quá. Chém. Má hết hồn tưởng không chém. Chém đi trong kia chết luôn. Ừ. Từ chó rồi. Ma giờ mẹ không có vũ đức đạn tâm linh. Hồi nãy giờ tôi quên này nữa. Còn 7 tên. Vẫn còn quân chi diện ở đây. Ai đó vô phá cái đống này đi. Cút. Tôi quên còn đây còn 3 tên. Chết mẹ không kịp quá. Đứng ra đi. Giết này đi. Từ di chuyển đi rồi giết. Kéo không kịp. Còn quân chi diện nữa. Lộ luôn đi. Đây nè anh đây. Ồ quách cung đây. Đồ anh đây. Đồ anh thì không biết là còn địch ở đây không. Nhưng mà phải có người phá cái gì đó. Phá cái đó. Mày đứng đây cơ quát đi. Cầm nỏ cơ quát ok. Quang ra đi. Quang dồn vô này được. Để đây luôn đi. Phải cử vài người qua phá cái đống kia. Này 5-6 đam đây nó giết được mình đúng không. Xuống đây. Regina đang đợi vào đây. Ui da heavy mech. Và cả chuối. Giúp dích là ăn chém. Hồn quá nó nổ. Nó nổ là kia bắn cái Regina cút rồi. Chả
chạy 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 sợ quá sợ quá. Hồi người máy không chạy luôn à? Máy cơ quá luôn à? Mẹ lại bắt Ryzen này. Cho thật. Dơ bẩn vãi ca lìn game. Này nhiêu máu rồi? 14 à? 14 phá được không? Phá được. Riding hand ra. Ok, game này vẫn là của chúng ta thôi. Phải up vô đây. Hoặc là bắn thường vô đây. Hoặc phải up 3 thằng 4 thằng luôn. Không có đi. 3 đam. Hụt luôn. Mày cút. Bởi cái kia. Alo xong bắn cái kia bro. Bro giỡn. Đậu không bro giỡn. Đậu không bro giỡn à. Đợi cho em làm được. Đợi cho em đang tàng hình. 4 đam đợi cho em lo được. Giỡn á bro. Bro giỡn. Tất cả mục tiêu mà bro cũng bỏ cái đó bro giỡn. Đấy giỡn cái đó chích người đó bro à. Chuyện qua đây. Này bắn này coi. Quá. Thôi, để đồ quanh bắn đi. Đồ quanh bắn chắc cái nó cút luôn rồi quá. Chứ gì nữa. Như cái tên của đồ quanh. Rồi còn mình mày thôi, có gì chăn chó mày mày xích. Mày xích Reyna hoài. Mày để Reyna đi được là mày cút của con. 42. Low cover defense. Kê bị luôn. Để Reyna dứt điểm đi. Nhìn cây quả lìn. Gài đạn vô. My control à. Không hát não Reyna được. Mà nó hát não quen được. Quen ý chí đang thấp lắm rồi. Ý vẫn còn địch à. Chết mẹ. Ý vẫn còn gatekeeper à. Phải ca liền mình lại khinh địch rồi. Mình lại dẫn mặt với nó rồi. Lui. Giết con chó này. Lui vô trong thủ. Reyna giết này đi. Oh what. Mày tao thấy mày hơi dẫn mặt rồi đó con nhóc ác. Mày cút. Nhờ giết quen. Mà đi lên. Lui rồi. Quang lui được không giờ? Quang lui ra đi. Tay em lui hết đi. Tàu đánh là tôi đầu. Chạy bro ơi. Chạy đi giữ cái mạng đi bro ơi. Để chi mà không có đánh nhau với con này được đâu. Ồ, tem còn ai nữa không? Khuất cửa đúng không? Wake up lưu đây là bốn máu nguyên tên và đẹp rồi. Từ. Đây có mình đây mất máu. Đâu có mình. Có mình Regina mất máu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Người đâu? Ủa? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Nên bô máu Regina không? Hay là búp defense cho The One? Tôi thấy giống The One đứng đây bị mất cover quá. Regina thì có Barry rồi. Ê, gà tiếp.
Ừ, hai thằng bắn dính là chết á. Họ lại nhốt đây thì nay tiếc. Còn mẹ đó game. Ồ, nó nhốt quan. Nhốt quan cũng nguy hiểm. Thằng kia chưa lộ à? Không bắn được này luôn, không có tầm nhìn à? Không bắn tới à? Đồ khó cho đồ anh vậy. Đứa này bắn được nhưng mà không có con vợ. Bố của Nguy luôn. Đạn vô đây. Đợi chem sao? Đợi chem, đợi chem có chuyện được action ball không? Chem tàng hình đi. Đợi chem chạy qua bên đây. Đợi chem chờ thờ đó. Nó bắt buộc nó phải đẩy lên, không đẩy lên nó không đánh được tem tôi. Giờ bắn khốn nạn này sao bắn? Đồ quanh thì không có chỗ đẹp. Đồ quanh đúng đây. Oh what? Mất cúp lui đi. Cúp qua lấy full cover bốn máu nguyên team đi. Bốn máu được hai người. Ba con gatekeeper mẹ lần đầu tiên gặp nó mà nó cho gặp ba con ác ma thật sự. Cái này quan chắc cũng nguy hiểm quá. Overwatch. Này dí này được luôn nè. Sợ nó xích lại thôi. Bố láo này. Ok anh bị kiệt sức rồi. Bật qua đi lên. Chơi được. Giờ chuyến đời là phá giáp bằng kia thôi. Dưới được gatekeeper là ổn. Có quát đây. Phá được giáp rồi. Không bắn dính. Shit. Này. Bắn thì chắc dính rồi. Tại cái đạn kia nó đã đánh dấu vô rồi. Mà không có đam. Chị qua bắt ai được? Bắt ai được ngoài Raging Eye đây? Dựng zombie vậy à? Tên này là mày chết. Tên này hang kia mà không xích tem tao là mày chết. Hứa mày luôn. 20 máu nó gỡ cái lớp phòng thủ rồi. Chết luôn à. Ủa, thiếu một đam. Không từ chối luôn. Không, thiếu một đam. Chém 8 đam, thiếu một đam. Mày xích Raging Eye lại. Trời, Barry. Ủa sao nãy giờ không thấy counter được đồ nào vậy? Không thấy đánh phản là được đồ nào gì? Này chắc xích không? Khả năng xích là cao. My control. Uê. Uê. Ý. Mình kháng my control mà. Ý. Hê. Hát họ. Mày. Hát họ tao cái. Ngay lập tức vào tàng hình. Có mất Axel Bomb ta? Không đúng không? Tàng hình đi bắn cho nó chí mạng. 25% chí mạng à. Bà nội cha mày nhờn. Nhờn với bố mày. Quang giết được. Quang có dual try nè. Bắn chứ gì đi. Mày nhờn nè. Dưới nó bù đu. Ý, không được. Mất sạch bom rồi. Phá giáp nó, đây này phải phá giáp trước. 34 khó luôn. Còn cuối này nó nổ nữa. Ui, vẫn còn được chen ở đây. Hẹo một đam phát không lộ. Má đi sao dám trâu con quái vật này. Bắn con dây ra ngoài đi.
Ủa đây đâu đâu bán được đúng không? Ừ. À khó chịu nha, 47 khó lắm á. Một đam nữa, một đam nữa. Một đam nữa vừa đu ơi. Có một đam đây. Ở đu một trai nè. Húp nó. Tôi bắn không dính được bro, chắc cũng bắn dính. Ừ. Nó phải là như vậy. Ngon. Lên, đẩy láo, let's go. Này quốc này đi. Rồi, dí thằng kia. Đậu họng mày bắn hát não tao hả? He mày chạy đi đâu? Chết luôn, rồi choáng luôn. Ngứt căng. Lên. Barry đi. Mày nó choáng rồi đâu làm được gì đâu. Này kiệt sức rồi, tạm biệt mày, tao bắn hụt luôn. Á đù. Win rồi anh em à. Vẫn không ấy phản được. Này chán chắc giết luôn được. Đồ anh lên lút này đi. Phải đẩy lên lụm mấy anh kia là ok rồi. Này còn phải đợi từ chó tử thần của tụi nó nữa. Đi đây, ừ em đi cùng co. Đúng vậy. Khoan đây. Phải ốp. Bắn thường đi. Cúp. Từ chối. Không còn ai nó vẫn từ chối. Từ chối bà nội mày. Thằng này choáng không từ chối được. Rồi. Không mày muốn hử tao coi hử coi. Vậy muốn nữa đi. Quá nguy hiểm thiệt. Nhưng mà hết nguy hiểm rồi. Vậy muốn nữa đi mày. Tao đang đợi mày muốn đây. À đù, không chém luôn à. Không chém quét cướp bắn, easy. Tiếp. Má ban gatekeeper lần đầu tiên, không ban gatekeeper. Má sao dám nó trâu, nó còn trâu hơn cả set to watch nè. Quá giật. Còn có hút máu nữa chứ. Chuyện mặt thật. Kỳ. Oh, Regina lên cấp cuối cho chưa? Ren gain thêm quay Sonic. Rồi, chém ra cái đường đó. Ác ma vậy. Hút cái này đi. Quang. Steady hand. Hình down. Now cộng thêm 20%. Aim to first shot on following turn. Rồi bắn dính cũng cao chứ không phải là thấp. Nếu không di chuyển thì chiêu này. Rồi mà tôi bắn được cũng đâu có núp đâu. Chiêu này có vẻ ngon hơn. Rồi nâng chiêu này đi, nâng cho nó thẳng hàng, nhìn cho đẹp vậy thôi chứ thật chứ là nếu mà xét về đúng là phải nâng chiêu kia. Bình thường chả núp, đánh súng nhắm chả núp. Núp làm gì?
nó cong cong vô hàng cong hàng thủ của mình chứ nó cong vô được mình thì nó đã đứng giữa đội hình của mình rồi. Ok, quả này thì đây là khúc để đặt tên anh em ạ. Đây chúng ta có Scorpion tên là Quang Lương này, chắc đợi của đồ anh nhưng mà mặt hơi giống Yu Chi nha, cho cái mũ đi nhìn nó dễ phân biệt xíu. Metal Scott mà Quang Lương. Ok, tiếp theo là đây T Blue này, người máy thủ là T Blue, nếu có người máy công thì sẽ là một HP. Rồi đợi sơn màu cái sơn xanh dương nè, nó cho giống T Blue. Ok, tiếp theo là Banda Suki. Banda thì anh nam đi. Quả đầu này hơi giống Yu Chi đó. Sao tàn giống Yu Chi vậy? Để cái mũ. Mũ đi. Đó. Xăm lên quả mặt nữa cho nó giống con heo. Ờ lộn, giống con gấu trúc. Rồi ok. Banda Suki rồi. Banda Suki. Suki hành sinh đi đi. Sinh đi hành Suki. Cái quả đầu này nhìn nó hơi bình thường quá. Cho đổi cái mũ đi. Công binh à. Đó. Suki đâu? Xin đi đây, xin đi nữa đâu? Còn xin đi nữa đâu? Ở đây à. Đang làm vụ à. Mà sao đổi lại 5 ngày nữa. Tiếp theo là đây là Mad Nude Dread. Bro này có donate cho tôi xin tên Mad Nude. Tên của binh đoàn Thao Thịnh. Ra mắt của binh đoàn Thao Sừng Sinh trong vũ trụ Warhammer 40k này mà. Quả đầu cho quả đầu sức mạnh tâm linh đi. Ok, Mát nút The Red. Cái này là Nasi. Nasi số 8 là bác sĩ đúng không? Đợi xíu kiếm cái mũ nào đó giống bác sĩ xíu nào, này giống nước Mỹ gì đó, nhìn mũ nào nó hiền hiền ấy, giống bác sĩ thôi, này cũng được. Ok rồi, còn đây nữa, mắt nút rồi đen bên đỏ rồi. Này cho ai trời, à đuổi một hàng súng nhắm đi, Vibu lang thang nè, đuổi đi, súng nhắm nhiều quá. Này là Vibu lang thang đi, ok cái quả đầu cho nó nhìn nó ngầu ngầu giống Wibu xíu nào. Nãy thấy cái quả đầu xanh 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 đây đây đó. Avatar giống Wibu chưa? Được, ok rồi nhờ. Nasi còn hai người này để chỉnh lại nữa rồi xong. À, Shippo chưa nâng chiêu. Shippo chắc nâng giống mày lấy cái chiêu đi, tôi thấy ba chiêu này nó không ngon lắm vậy. Rồi. Ok thì hôm nay video tới đây thôi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu này thích thích hãy để lại một like, một subscribe.
Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Mr. Đức đã sợ người máy luôn rồi. Rất căng. Chỗ được không? Bệnh viện có 4 phòng mà nằm nhiều thằng quá.